Vụ mất tích bí ẩn chấn động Đài Loan. Mẹ ôm con vào thang máy, cởi áo khoác và giày rồi lao ra ngoài, biến mất suốt 11 năm. Ngày 20 tháng 1 năm 2008, một người phụ nữ 37 tuổi họ Lưu dẫn theo đứa con gái 4 tuổi chạy đến tòa nhà tài chính ở Chương Hóa, Đài Loan. Hai mẹ con cùng bước vào thang máy lúc nửa đêm, nhưng sau đó thì mất tích suốt 11 năm qua. Cảnh sát Chương Hóa sau khi nhận thông báo về vụ mất tích này đã vào cuộc điều tra khắp nơi. Đặc biệt, sau khi theo dõi camera trong thang máy, họ càng cảm thấy sợ hãi hơn bởi sự bí ẩn đến nay không có lời giải đáp. Theo người quản lý tòa nhà, ông nói rằng lúc ấy trời đã khuya, còn bộ dạng của cô Lưu thì trông rất bối rối. Lúc đó, ông đã chặn cô lại và hỏi rằng cô đi đâu. Cô Lưu trả lời đến tìm một người bạn rồi vội vã dẫn con gái vào thang máy. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, ông không thấy cô trở lại. Nghi ngờ có điều không lành, ông đã mở camera lên xem thì phát hiện sự việc sờn gai ốc. Theo hình ảnh camera, sau khi vào thang máy, cô Lưu tỏ ra vô cùng lo lắng, liên tục nhìn ngó xung quanh. Ngay cả khi cửa thang máy mở ra, cô đã làm một việc rất kỳ lạ, đó là cởi áo khoác của mình và của con ra, ngay cả đôi giày đang mang cũng như vậy. Sau đó, cô Lưu ôm con bước ra ngoài, biến mất khỏi màn hình giám sát. Lúc cảnh sát bắt tay vào điều tra, có giả thuyết cho rằng cô Lưu muốn ôm con tự tử nên đã cởi giày ra, còn việc cởi áo khoác thì vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, khi cảnh sát bước ra ngoài ban công tầng 11, nơi cô Lưu bước ra để quan sát, thì không thấy dấu vết của việc tự tử. Bên cạnh đó, có người lại cho rằng cô Lưu đã thay đổi ý định nhảy lầu ban đầu, rồi đưa đứa trẻ tìm đến cái chết ở nơi khác. Mọi tình huống đều được đưa ra, cảnh sát ngày càng huy động nhiều người hơn, ra sức tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô vọng. Người nhà cô Lưu cho biết, tôi thật sự không thể sống mà không nhìn thấy thi thể của người đã khuất. Theo điều tra, gia đình cô Lưu khá phức tạp, quan hệ hôn nhân của vợ chồng rất xấu và họ đã ly thân được 1 năm. Hai người có với nhau 4 đứa con và tất cả đều do cô Lưu nuôi dưỡng. Người chồng chỉ cung cấp phí sinh hoạt. Được biết, chồng cô Lưu thu nhập không ổn định, lâm vào cảnh nợ nần nên khiến cuộc sống của cô Lưu gặp nhiều khó khăn. Trước khi rời khỏi nhà, cô Lưu có nói với con gái lớn và mẹ rằng sẽ đến nhà bạn chơi trong vài ngày, nhưng sau đó gia đình không thể liên lạc được với cô nữa. Năm 2013, cảnh sát Chương Hóa đã huy động lực lượng đến tòa nhà để tìm kiếm thêm nhiều lần nữa, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào. Đến nay, vụ mất tích này vẫn còn là một ẩn số chưa có câu trả lời, vẫn làm người dân nơi đây phải rùng mình mỗi khi nhớ lại.